Hôm nay nhà em đi rất nhiều loại check kèn chế, từ to cho đến nhỏ và từ nhỏ cho đến trung bình cho đến to và cao cấp. Phễu thì có rất là nhiều kiểu khác nhau, đây là chỉ có một số mẫu phễu thôi. Phễu cái loại bộ nhỏ kia thì một bác khách đấy là vuông 12 12. Ở đây thì lại là chính nhiệt là 11 dài 28. Đấy, hai mẫu này là chuyên lắp 750. Còn mẫu này lắp 75 à nó lắp 450 cả 350, còn kia là lắp 750 và 850 là vuông 2323, cao 23 và dài 34, hình chữ nhật thì còn tép thì còn rất là nhiều loại, các bác cùng tham khảo nhá. Ngày hôm nay Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho anh em một bộ check kèn JBL chế rời ngoài. Anh em có thể là đóng thành hộp thì Tùng Nguyễn cũng đang dựng hộp, còn đâu cứ để trên nóc loa thì chỉ cần phễu cả tép thôi. Tụ trở em tặng cho anh em để chống cháy tép. Anh em có thể kết nối cho em như này, vặn một mét dây ở đằng sau, xong rồi cài vào đằng sau cái đít loa làm là nó sẽ chống cháy tép các bác nhé. Tép này là tép JBL lắp nhôm, nó trang trí lắp nhôm màu trắng lại màu đen nhìn nó rất là đẹp luôn. Từ 12 cùng 4 đấy, bộ tép này cả tép cả phễu tặng cho tụ trở và bao ship là 800 nghìn một bộ. Anh em lấy về để chế giờ ở ngoài gia đình thì cứ dùng 450 nhá. Đấy, còn đây bộ này thì nó nhỏ hơn, bộ này thì là một từ 100 và côn 34. Phễu vuông 12 12 là gen xoáy này. Tụ trở em tặng cho mấy bộ luôn. Còn đâu phễu thì đây thì anh em có thể chơi với bộ phễu này. Phễu này thì là vuông 23 23. Đấy, vuông 23 23. Còn phễu này hình chữ nhật to đại, cao 23 và dài 34. Đấy, cao 23 và dài 34. Đấy, đây là kiểu phễu thì anh em lấy phễu nào thì lấy nhé. Còn đây thì cái bộ tép leo 900m. Bộ này thì duy nhất chỉ còn có hai đôi nữa là đang thanh lý thôi. Đấy, giới thiệu cho đi lốt đi. Tép leo này nó sẽ bi, nó sẽ dão hơn các cái nâu cũ vì là, nhưng mà nó rẻ được 700-800 nghìn một đôi tép vì là em đang xin nhà máy thanh lý mà. Em nhập về luôn 90 đôi tép này và em thanh lý hộ nhà máy. Và nó sẽ thiếu mất phiên bản này, thiếu mất một viên bi nhưng mà chất liệu của nó rất là đẳng cấp. Các bác hỏi em là có hay hơn các cái loại khác tầm giá không? Hay hơn gấp nhiều lần luôn, em khẳng định luôn. Check neo 900m này em khẳng định là khi các bác khách ở trong Sài Gòn các bác chơi loa Thái nhiều ấy, các bác bảo là check này hay hơn check của BA Thái nếu so sánh cùng với check neo. Đây là khách hàng phản hồi anh em nhé. Nhiều các bác khách hàng phản hồi luôn. Đấy, đây là check neo 900m này thì riêng cái đôi củ tép này là có giá là 2 triệu 3. Đấy, trước này nó 3 triệu, 3 triệu 1 nhưng mà bây giờ chỉ còn có giá 2 triệu 3 thôi. Bi nó dão hơn thì em nhập về bi nó dão hơn thì em báo cho anh em biết. Chứ em chả báo cho các anh em thì anh em cũng chẳng biết anh em nhé. Chỉ có nhà em bán hàng thì nó như nó thực tế. Em nhập về và em ép nhà máy phải thanh lý thì là sẽ xả xuống giá luôn, nó đẩy hết đi luôn. Còn cặp check này là cặp check 850 giờ xét. Từ 180 và côn của nó là 75 cốc nhôm. Con này hôm nay em mở côn cho khách hàng, toàn những khách hàng lấy cả tép cả phễu. Anh em lưu ý cho em, nếu như ai qua phân tần rồi thì không không lấy tụ trở nhá. Qua phân tần rồi là đánh thẳng phân tần và tép, đừng có qua tụ trở. Tụ trở này chỉ dành cho các bác là chế rời ở ngoài thôi. Đấy, chứ không phải là các bác cứ bảo là lấy về để chống cháy đâu. Để anh em lưu ý cho em là như thế. Tụ trở chỉ dành cho anh em chế rời ở ngoài, còn đôi khi các bác đánh qua phân tần rồi không cài con tụ vào làm gì cả. Đấy, nó các bác như này này, khi anh em mà kết con tụ vào mà cả đầu dương của củ tép như con này ấy, xong đánh qua phân tần rồi xong lại chặn thêm con tụ này thì không khác gì như kiểu bịt mồm nó nặng, không khác gì như bịt mồm nó nặng. Đáng con tép kêu 10 thì nó chỉ kêu được 6 cho đến 7 thôi, nó sẽ bị bịt mồm nặng, tiếng tép nghe bí không được hay nữa. Đấy, trừ khi có những con tép nào mà tiếng nghe nó chóe quá thì anh em có thể là kết hợp thêm một con tụ vào để hãm bớt cái tiếng tép đi thì được, chứ còn đâu bình thường đã qua phân tần rồi thì đừng nên chặn tụ trở vào làm gì anh em nhé, trừ khi có những con tép nào mà nó chóe quá. Con này bích cực kỳ dày luôn, nặng hơn 6 cân một cục và là hàng này là hàng siêu khủng cho anh em dân chơi chuyên đi show và sự kiện và anh phun đôi và anh phun đơn, côn màng titan, khe từ có kèm viền đồng, anh em lưu ý cho em như thế.
À, con lõi con 900m này là cái lõi bằng kim loại và khe từ viền đồng. Cái lõi bằng kim loại là cái lõi này này, bằng kim loại này. Con 900m nó lại như thế cơ. Khe từ của viền đồng. À, con check này của nó là 850 này, có giá 2 triệu mốt một đôi củ. Bình thường các dòng khác như ví dụ như triệu 3 rồi triệu 7, triệu 6 tùy từng loại. Nhưng dòng này là dòng hàng khủng. Anh em có nhu cầu quan tâm đến các mẫu check kèn của bên em thì anh liên hệ trực tiếp với em. Check kèn như em thì em toàn là hàng tuyển thôi. Toàn hàng tuyển thôi, các bác nhìn cái đôi check này nó giá thành nó hợp lý nhưng cực kỳ nó đẳng cấp luôn. Đấy. Và anh em có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp vào cửa hàng để đặt hàng nhá.